Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm qua mùng 8 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ kéo dài 2 ngày để thiết lập liên lạc với chính quyền mới, chuyến thăm đầu tiên kể từ sau khi tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên nắm quyền. Bất chấp quan hệ thương mại thân cận, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn nghi kỵ lẫn nhau do tranh chấp lãnh thổ. Đón người đồng cấp đến từ Bắc Kinh, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cảnh báo rằng Bắc Kinh cần giải quyết sớm vấn đề tranh chấp biên giới nếu muốn có quan hệ tốt với New Delhi. Lời cảnh báo thẳng thắn của Ngoại trưởng Ấn Độ một lần nữa cho thấy giấc mộng bành trướng Trung Hoa đang đẩy quốc gia này vào tình thế bị cô lập với các nước láng giềng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 8 tháng 6 đã hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj nhằm tăng cường hợp tác ở những lĩnh vực quan trọng, bao gồm thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại biên giới hai nước vẫn là cái gai trong quan hệ Trung Ấn. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj nói thẳng rằng nếu muốn có quan hệ tốt với New Delhi, trước hết Bắc Kinh cần giải quyết sớm vấn đề tranh chấp biên giới để những vụ xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ của binh sĩ Trung Quốc không còn tái diễn. Quan hệ Ấn Trung xấu đi nghiêm trọng hồi tháng 4 năm 2013 khi New Delhi cáo buộc Bắc Kinh triển khai binh lính xâm nhập sâu 20 km vào vùng lãnh thổ Ấn Độ. Một cuộc đối đầu diễn ra trong 3 tuần trước khi hai bên rút quân. Báo chí Ấn Độ cũng đưa tin hiện nước này đang thành lập lực lượng tới 90.000 binh sĩ để bảo vệ khu vực biên giới với Trung Quốc. Lực lượng này sẽ được trang bị pháo cối, súng phòng không và các thiết bị hiện đại khác. Ngân sách hoạt động của lực lượng này trong vòng 5 năm tới sẽ lên đến 10,6 tỷ đô la Mỹ. Mới đây, khi Bộ Quốc phòng Mỹ công bố báo cáo cho thấy chi tiêu quốc phòng Trung Quốc lên đến 145 tỷ đô la Mỹ, truyền thông Ấn Độ cho biết chi tiêu quốc phòng của nước này chỉ bằng 1/3 Trung Quốc. Giới quan sát nhận định, Trung Quốc sẽ là thách thức quốc phòng lớn nhất đối với Thủ tướng Modi, bởi Trung Quốc thường xuyên xâm lấn biên giới của Ấn Độ. Vị tân Thủ tướng này đã đảm bảo rằng biên giới Ấn Độ sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Khi vận động tranh cử tân Thủ tướng Narendra Modi, người thuộc Đảng Nhân dân Ấn Độ đã vài lần cảnh báo Trung Quốc nên từ bỏ giấc mộng bành trướng. Lời cảnh báo này là không thừa trong bối cảnh Trung Quốc liên tục làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông bằng những hành động khiêu khích và sai trái. Bên cạnh những tuyên bố chủ quyền vô lý trên biển, tranh chấp trên đường bộ cũng là chiến trường chính mà Trung Quốc đẩy mạnh những năm gần đây. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn tại sao ông Modi lại có nhận định như vậy. Trung tâm nghiên cứu Âu Á cho hay, Trung Quốc chia sẻ 22.000 km đường biên giới trên bộ với 14 quốc gia, bao gồm Triều Tiên, Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Myanmar, Lào và Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc từng có tranh chấp lãnh thổ với gần như tất cả. Láng giềng duy nhất không có tranh chấp với Trung Quốc là Pakistan vì giữa hai nước là quan hệ đồng minh và ở giữa họ là một đối thủ chung là Ấn Độ. Hai nước ký thỏa thuận biên giới năm 1963, trong đó Trung Quốc nhượng 1.942 km vuông đất cho Pakistan, đổi lại Pakistan công nhận nhiều khu vực ở Bắc Kashmir và Ladakh của Ấn Độ thuộc về Trung Quốc. Còn với các quốc gia láng giềng khác, một số đã được thỏa thuận xong nhưng vẫn tồn tại nhiều tranh chấp cho đến tận ngày nay do tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Biên giới chung giữa Nga và Trung Quốc kéo dài 4.300 km, khu vực tranh chấp chủ yếu ở đảo Zenbao, Nga gọi là Damansky, trên sông Ussuri và một số đảo khác trên sông Amur và Agun. Từ lâu, Trung Quốc xem những vùng đất này bị rơi vào tay Nga bởi những hiệp ước thiếu công bằng do nhà Thanh và Sa Hoàng ký vào thế kỷ 19. Hai nước từng đụng độ biên giới trong vòng 7 tháng vào năm 1969. Sau đó, cùng năm, xung đột lại nổ ra tại khu vực tiếp với Tajikistan vì tranh chấp núi Pamir, giáp Tân Cương, khiến cho quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô rạn nứt. Đến năm 2005, tranh chấp biên giới Nga-Trung tạm ổn sau khi Nga lần lượt ký các thỏa thuận nhượng lại các khu vực trên cho Trung Quốc. Đó là chưa kể đến tham vọng thôn tính miền viễn đông mênh mông của Nga mà phía Trung Quốc vẫn ấp ủ từ lâu và tìm cơ hội thực hiện, như dư luận nước Nga đang lo ngại. Là đồng minh thân cận của Trung Quốc, Triều Tiên chia sẻ với đàn Anh 1.416 km đường biên giới, chủ yếu được phân định bằng hai con sông Yalu, Áp Lục, và Tumen, Đồ Môn, theo hiệp ước ký năm 1962.
tranh chấp cũng từ hai con sông này mà ra, bao gồm giới tuyến giữa sông, các hòn đảo trên sông và đặc biệt là ngọn núi Paektu, cao nhất trong vùng, nơi khởi nguồn của hai con sông. Đáng nói là Paektu được cả người Triều Tiên lẫn Hàn Quốc xem là núi thiêng của dân tộc. Một nguồn gốc tranh chấp khác là đường ra biển Nhật Bản, do đoạn cuối của sông Tuman chảy giữa Triều Tiên và Nga, nên Trung Quốc bị bịt lối ra biển Nhật Bản. Tất cả những tranh chấp chưa bao giờ được chính thức đàm phán vì Triều Tiên quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc yên ổn suốt hàng ngàn năm và Ấn Độ là một trong những nước đầu tiên đặt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào năm 1950. Điểm nóng tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước là Assachin và Arunachal Pradesh. Với Assachin, Trung Quốc xem đây là một phần của thị trấn Hòa Đoàn thuộc khu tự trị Tân Cương, còn Ấn Độ xem là vùng đất của quận Lakhdà thuộc bang Jammu và Kashmir. Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép 38.000 km2 tại đây. Với Arunachal Pradesh, Trung Quốc chiếm giữ 90.000 km2 với mô tả là vùng Nam Tây Tạng. Ấn Độ từng thua Trung Quốc trong cuộc chiến biên giới ngắn ngủi vì tranh chấp biên giới dọc theo dãy Himalaya vào năm 1962. Ngoài những nước kể trên, Trung Quốc còn có tranh chấp với Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan. Còn trong quá khứ, Trung Quốc từng có tranh chấp với Bhutan và Nepal. Các cuộc tranh chấp lãnh thổ và cách giải quyết ngang ngược của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh không hề yêu chuộng hòa bình như họ thường lớn tiếng rêu rao. Các nhà quan sát cho rằng tham vọng bành trướng và hành vi bất chấp luật pháp của Bắc Kinh trong các tranh chấp lãnh thổ trên biển và đất liền chỉ càng khiến các nước xích lại gần nhau để đối phó với mối họa chung. Ở phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một diễn biến đáng chú ý tại Ai Cập. Sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi cuối tháng 5 vừa qua, ngày hôm qua mùng 8 tháng 6, cựu tư lệnh quân đội Ai Cập, nguyên soái Abu Fattah al-Sisi đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống của đất nước Kim Tự Tháp. Ngay sau lễ nhậm chức, tân tổng thống al-Sisi đã cam kết sẽ không khoan nhượng với bất cứ hành vi tội ác hoặc bạo lực nào nhằm vào người dân nước này. Trong lễ nhậm chức diễn ra tại Tòa án Hiến pháp tối cao ở Cairo, ông Sisi cam kết phục vụ cho lợi ích của nhân dân Ai Cập. Tôi xin thề trước Thượng Đế sẽ trung thành bảo vệ chính thể Cộng hòa, tuân thủ hiến pháp và luật pháp, đặt tất cả tâm trí vào lợi ích của nhân dân và giữ gìn độc lập của quốc gia, sự đoàn kết và an toàn của đất nước. Ông Sisi cũng bày tỏ mong muốn hòa giải toàn thể người dân Ai Cập, ngoại trừ những đối tượng thực hiện nhiều hành vi tội ác hoặc bạo lực chống lại đất nước. Ông Sisi nêu rõ thủ phạm gây đổ máu người dân Ai Cập sẽ không có chỗ đứng trong tiến trình này, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực vì sự phát triển toàn diện của đất nước, đấu tranh chống khủng bố và cải thiện tình hình an ninh. Chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập một nền dân chủ mạnh mẽ, an toàn, ổn định và thịnh vượng. Tôi sẽ cố gắng để đưa đất nước tiến lên phía trước, bù đắp lại những gì mà Ai Cập đã bị vụt mất thời gian qua. Những sai lầm của quá khứ sẽ được sửa chữa. Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Sisi diễn ra trong bối cảnh an ninh được siết chặt. Bên cạnh cựu tổng thống lâm thời Ali Mansour và các thành viên nội các nước này cùng nhiều quan chức địa phương, hơn 50 phái đoàn nước ngoài đã tham gia buổi lễ, trong đó có tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, thái tử Ả Rập Xê Út Salman bin Abdelaziz và nhiều lãnh đạo cấp cao các quốc gia Ả Rập. Sau hơn 3 năm kể từ khi lật đổ chế độ độc tài của cựu tổng thống Hosni Mubarak, tỷ lệ nghèo đói thất nghiệp ở quốc gia Bắc Phi này vẫn ở mức báo động. Chính vì thế, hơn bao giờ hết, người dân Ai Cập đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào vị tân tổng thống al-Sisi. Ngày hôm qua, hàng triệu người Ai Cập đã đổ ra đường để chào mừng lễ nhậm chức của ông Sisi. Tại thủ đô Cairo, hàng nghìn người đã tập trung bên ngoài Tòa án Hiến pháp tối cao, nơi diễn ra buổi lễ nhậm chức của tân tổng thống. Với 96,9% số phiếu ủng hộ, ông al-Sisi hiện đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân Ai Cập. Tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của người dân Ai Cập và tôi sẽ hợp tác với ông ấy. Tôi chỉ muốn nhắn với ông Sisi rằng, hãy nhìn thế giới để thấy tất cả đều đang vận động tiến về phía trước. Chúng tôi không muốn tiếp tục sống trong một đất nước trì trệ như thế này nữa. Tại một quán cà phê cũng ở thủ đô Cairo, những người này đang chăm chú theo dõi buổi lễ nhậm chức của ông Sisi được truyền hình trực tiếp. Tôi nghĩ rằng đây là một niềm vui lớn đối với chúng tôi và tất cả những người dân Ả Rập nói chung. Bề trên sẽ phù hộ cho ông ấy.
Mặc dù tất cả người dân Ai Cập đều mong muốn có được một nền dân chủ thật sự kể từ khi chế độ của ông Mubarak bị lật đổ, song lúc này mong muốn đó của họ đã nhường chỗ cho một khát khao có phần bình dị hơn, đó là sự ổn định cho xứ sở kim tự tháp. Tôi thấy được sự khác biệt ngay trong chính cách thức mà buổi lễ nhậm chức được tổ chức và truyền tải đến nhân dân. Tôi nhìn thấy được viễn cảnh tươi sáng của Ai Cập. Trong khi đó, tại những khu ổ chuột ở thủ đô Cairo, không ít người dân cũng đang tràn trề hy vọng vào những thay đổi mà vị tân tổng thống có thể mang lại. Tôi chỉ mong một điều gì đó giản dị, đại diện cho quyền lợi của chúng tôi. Từ trước đến nay, người nghèo không hề có quyền lợi nào chính đáng cả. Chúng tôi chỉ muốn sống như một con người bình thường. Khu ổ chuột mà Asma đang sống vốn được xem là hang ổ của những kẻ buôn bán ma túy, cũng như là nơi thường xuyên xảy ra các vụ đụng độ giữa các băng nhóm. Chính vì thế, người dân nơi này thường xuyên phải sống trong cảnh lo lắng, bất an. Như vậy, ông Sisi đã chính thức trở thành Tổng thống của Ai Cập trong một chiến thắng có thể nói là khá ngọt ngào. Tuy nhiên, theo giới phân tích, ông Sisi sẽ phải gánh trên vai những trách nhiệm hết sức nặng nề. Thách thức lớn nhất là khôi phục ổn định kinh tế vĩ mô và đáp ứng nhu cầu việc làm cũng như cải thiện đời sống người dân. Bên cạnh đó, sự phản kháng mạnh mẽ của các thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo, sự gia tăng hoạt động của các chiến binh Hồi giáo cực đoan cũng là những yếu tố cản trở tiến trình cải cách tại quốc gia này. Ngày 3 tháng 6, Ủy ban bầu cử tuyên bố ông Sisi đã giành được 96,91% số phiếu bầu, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 47,5%, gần một năm sau khi ông lật đổ cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi, nhà lãnh đạo đầu tiên của Ai Cập được bầu ra một cách tự do. Nhiều người ca ngợi nhân vật này là anh hùng vì đã chấm dứt một năm cai trị gây nhiều chia rẽ của ông Morsi cách đây 11 tháng. Tuy nhiên, các tổ chức giám sát toàn cầu, các nhà lãnh đạo quốc tế và các chuyên gia cảnh báo rằng ông Sisi hiện đang phải đối mặt với những thách thức thật sự bởi ông phải thừa kế một đất nước bị phần cực sâu sắc. Tổ chức Anh em Hồi giáo của ông Morsi và các tổ chức thanh niên từng hoạt động trong các cuộc nổi dậy năm 2011, hai lực lượng trở thành mục tiêu của một cuộc đàn áp mạnh tay nhằm vào những người bất đồng chính kiến, đã tẩy chay cuộc bầu cử vừa qua. Các nhà phân tích cho rằng các nhà cầm quyền sẽ rất khó có thể khôi phục trật tự trong bối cảnh Ai Cập bị phần cực sâu sắc. Trong khi đó, về khía cạnh kinh tế, sau 3 năm bất ổn, thâm hụt ngân sách của Ai Cập đã chiếm 14% GDP, trong khi nợ công cũng tăng lên mức hơn 100% GDP. Chính phủ phải tiếp tục vay nợ trong nước để bù đắp cho khoản thâm hụt ngân sách ngày càng tăng. Tăng trưởng kinh tế chỉ đạt khoảng 2% một năm. Bất ổn chính trị trong nước khiến sụt giảm nguồn thu ngoại tệ từ du lịch và đầu tư nước ngoài, và điều này cũng khiến đồng nội tệ mất giá. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạm phát tăng cao, trong khi thu nhập bình quân đầu người không được cải thiện. Hiện hơn 1/4 dân số Ai Cập đang sống dưới ngưỡng nghèo đói với mức thu nhập $2 một ngày, đồng thời 1/4 dân số khác sống cách ngưỡng này không xa. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp chung hiện ở mức 13,4%. Điều đáng nói là 70% người thất nghiệp trong độ tuổi lao động sung sức từ 15 đến 29 và hơn 80% người thất nghiệp có trình độ học vấn cao. Từ những diễn biến trên, dư luận cho rằng Tổng thống Sisi chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách và tiến trình cải cách thành công của đất nước Kim Tự Tháp sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian nữa. Nhiều nhà phân tích cũng cho rằng trong vòng 2 năm tới, nếu ông Sisi không đáp ứng được mong đợi của người dân thì ông có thể sẽ phải đối mặt với sự phản kháng giống như là những người tiền nhiệm. Điều đó cũng đồng nghĩa Ai Cập có thể lại rơi vào vòng xoáy bất ổn trước kia. Nhưng lúc này, người dân quốc gia Bắc Phi này vẫn có quyền hy vọng. Chuyện đồng chuyện tay ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.